Xin chào các bạn, Vân Anh rất vui được gặp lại các bạn. Vân Anh hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề về ký sinh trùng. Cho các bạn chủ đề về ký sinh trùng trong cơ thể người, tác hại và cách phòng chống. Hàng năm thì có khoảng 15 triệu người tử vong do ký sinh trùng. Chính vì vậy, khi bị ký sinh trùng, các bạn hãy thật cẩn thận. Và trong ký sinh trùng này thì khi mà cơ thể bị phát hiện ký sinh trùng thì ký sinh trùng có thể phát triển đến độ dài 40cm trong cơ thể người và ấp 250 trứng một lần. Rất là kinh khủng. Một lúc các ký sinh trùng có thể đẻ rất là nhiều. Và khi mà nghĩ đến thôi thì chúng ta đã thấy rùng mình rồi, đúng không ạ? Và ký sinh trùng chính là nguyên nhân khởi nguồn của các bệnh lây nhiễm và các bệnh liên quan đến u biếu, tác hại đến tim, gan, phổi, não. Thưa các bạn, thì các bệnh từ nhiễm ký sinh trùng đang lây lan rất nhanh như một bệnh cấp tính. Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học thì ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn gây bệnh hoặc dịch hạch được coi là sinh thể thứ ba trên thế giới và là nguyên nhân gây ra các bệnh rối loạn tiêu hóa cũng như các vấn đề khác về sức khỏe. Và Vân Anh xin chia sẻ với các bạn rằng theo các chuyên gia y tế thì ký sinh trùng thường đi vào cơ thể theo đường tiêu hóa hoặc đôi khi đi qua da của chúng ta. Do vậy, bất cứ ai cũng rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng khi tiếp xúc ở các khu vực bị ô nhiễm, ẩm mốc hay sử dụng các thức ăn, đồ uống không an toàn, hệ miễn dịch yếu. Vậy thì có những nguyên nhân nào dẫn đến chúng ta bị ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể? Thứ nhất là do nguồn nước bị ô nhiễm. Theo thống kê thì hơn 50% các hồ trong suối lạnh, lạch bị nhiễm ký sinh trùng đơn bào. Thịt, ăn thịt chưa nấu chín là con đường lây nhiễm ký sinh trùng khá phổ biến. Trái cây và rau quả. Trái cây và rau quả chưa được rửa chứa rất nhiều ký sinh trùng nguy hiểm. Loài vật, muỗi, bọ chét, ve và thậm chí các vật nuôi cũng có thể gây nhiễm ký sinh trùng khi con người tiếp xúc với phân của chúng. Đặc biệt cảnh báo nuôi thực cưng có thể nhiễm một số bệnh về ký sinh trùng. Và ký sinh trùng ở người có nhiều loài, nhưng những loài này cũng chủ yếu đi qua hai con đường lây nhiễm chính, đó là qua đường tiêu hóa và qua da. Cụ thể là theo đường tiêu hóa thì như các cái loại run móc thì đi vào cơ thể thông qua các nguồn nước, hoa quả, rau xanh bị ô nhiễm. Khi bị nhiễm run móc, loài ký sinh trùng này thường theo đó sẽ bám vào các thành nội tạng hút máu cơ thể sống. Run lúa, đây là những trùng dây ký sinh nhiều nhất ở nội tạng. Chúng có chứa chiều dài từ 15 đến 30cm. Loài ký sinh trùng này gây nhiễm trùng thông qua các thực phẩm chúng ta ăn vào. Trứng của run lúa sinh sôi lẩy lở và đi xuyên vào thành nội tạng, đi vào máu, thông qua máu chảy vào phổi, sau đó bị ho ra rồi nuốt vào và tiếp tục trở về nội tạng. Sán dây đi vào cơ thể thông qua thực phẩm ô nhiễm. Trong 3 đến 4 tháng, sán trở thành vật ký sinh ở trong cơ thể của chúng ta đến 25 năm. Trứng của sán dây có thể thông qua phân bài trừ ra ngoài, có thể sinh tồn trong thực vật. Sau đó được trâu bò ăn vào hoặc truyền lây cho con người. Trùng hình cung, loài ký sinh trùng hình cung thâm nhập vào trong hệ thống thần kinh trung ương thông qua thức ăn chưa chín hẳn hoặc các con vật nuôi trong nhà lây nhiễm qua ký sinh trùng này. Đấy, khuẩn Giardia. Khuẩn Giardia này tồn tại trong nước uống. Đây là loài ký sinh trùng nguyên sinh ở trong cơ thể người, chúng ký sinh và sinh trưởng trong nội tạng. Có thể gây ra các bệnh nhiễm Giardia. Amip bệnh lỵ. Loài ký sinh trùng này chủ yếu là lây cho con người và các loài thân dài khác. Chúng tồn tại ở trong nước, trong môi trường ẩm ướt và trong đất, có thể lây nhiễm cho hoa quả và rau xanh. Theo các chuyên gia y tế, ký sinh trùng thường đi vào cơ thể theo đường tiêu hóa hoặc đôi khi là qua da của chúng ta. Do vậy, bất cứ ai cũng rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng khi tiếp xúc ở các khu vực bị ô nhiễm, ẩm mốc hay sử dụng thức ăn hoặc đồ uống không an toàn và hệ miễn dịch yếu. Ký sinh trùng ở người có nhiều loài, nhưng những loài này cũng chỉ có hai con đường để lây nhiễm chính, đó là qua hệ tiêu hóa và qua đường tiêu hóa và qua da. Cụ thể là theo đường tiêu hóa thì chúng ta rất dễ bị nhiễm run móc. Run móc đi vào cơ thể thông qua nguồn nước, hoa quả và rau xanh bị ô nhiễm. Khi bị dụ nhiễm run móc thì loài ký sinh trùng này theo đó sẽ bám vào thành nội tạng hút máu của cơ thể sống.
rất là nguy hiểm. Và hút máu thì dẫn đến là cơ thể của chúng ta sẽ bị tí hệ miễn dịch kém ạ. Viêm đũa, đây là trùng dây ký sinh nhiều nhất ở nội tạng. Chúng có chiều dài từ 15 đến 30 cm. Loài ký sinh trùng này gây truyền nhiễm thông qua thực phẩm ăn vào. Đó. Trứng của giun đũa sinh sôi nảy lửa và đi xuyên vào thành nội tạng, đi vào máu, thông qua máu chảy vào phổi, sau đó bị ho rồi luốt vào và tiếp tục trở về nội tạng. Sán dây đi vào cơ thể thông qua thực phẩm ô nhiễm. Trong 3-4 tháng thì sán sẽ trưởng thành ký sinh trùng ở trong cơ thể đến 25 năm. Trứng của sán dây có thể thông qua phân bài trừ ra ngoài, có thể sinh tồn ở trong thực vật, sau đó được trâu bò ăn vào hoặc truyền lây cho con người. Trùng hình cung, loài ký sinh trùng hình cung thâm nhập vào trong hệ thống thần kinh trung ương thông qua thức ăn chưa chín hẳn hoặc bị các con vật nuôi trong nhà lây nhiễm ký sinh trùng này. Khuẩn Giardia, khuẩn Giardia tồn tại trong nước uống. Đây là loài ký sinh trùng nguyên sinh ở trong cơ thể người. Chúng ký sinh và sinh trưởng trong nội tạng, có thể gây ra các lây nhiễm. Khuẩn Giardia tồn tại trong nước uống. Đây là loài ký sinh trùng ở trong cơ thể người. Chúng ký sinh và sinh trưởng thành nội tạng, có thể gây ra các bệnh lây nhiễm Giardia. Amip bệnh lỵ, loài ký sinh trùng này chủ yếu là truyền cho con người và các loài thân dài khác. Chúng tồn tại ở trong nước, trong môi trường ẩm ướt và trong đất, có thể lây nhiễm trong hoa quả và rau xanh. Cho nên là chúng ta hãy thường xuyên rửa sạch rau xanh. Thứ hai là lây ký sinh trùng lây qua bề mặt da, như là trùng nghẻ, thông qua tiếp xúc để truyền nhiễm. Trùng để chứa các chứa ký sinh trùng lây qua bề mặt da, trùng nghẻ, thông qua tiếp xúc để truyền nhiễm trùng nghẻ, đẻ trứng trên da của người, gây ra các phản ứng và phát viêm cho da. Giun kim là ký sinh trùng thường gặp nhất. Giun kim thông qua vết thương bên ngoài hoặc vết chảy xước để thụ tinh giao phối. Giun kim đẻ trứng ở bên ngoài cơ thể, thông thường ở xung quanh phần hậu môn, gây ra ngứa ngáy. Giun bé gây ra truyền nhiễm qua tay. Sán máng, những loài trùng này sẽ sinh hoạt ở trong nước. Khi cơ thể tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm, chúng sẽ phá hỏng da. Ấu trùng từ muỗi, ở trong con muỗi, mỗi con muỗi, ở trong mỗi con muỗi có loài ký sinh trùng này, chích đốt và truyền loài ký sinh trùng này vào trong máu. Sau đó chúng tiến vào các tuyến hạch. Sau đó chúng sẽ tiến vào các tuyến hạch, đặc biệt là tuyến hạch ở phần bắp đùi, và ký sinh trùng và sinh trưởng ở đó. Ấu trùng từ muỗi, ở trong mỗi con muỗi đều có loài ký sinh trùng này, chích đốt và truyền loài ký sinh trùng này vào trong máu. Sau đó chúng sẽ tiến vào các tuyến hạch, đặc biệt là tuyến hạch ở phần bắp đùi, và sinh trưởng ở đó, cần thời gian 1 năm mới phát triển thành trứng. Khi cơ thể bị nhiễm ký sinh trùng mà không kịp thời phát hiện và điều trị sẽ rất là nguy hiểm. Theo đó hãy dựa vào những dấu hiệu cơ bản dưới đây để có thể khi cơ thể bị nhiễm ký sinh trùng mà không kịp thời phát hiện và điều trị sớm sẽ rất là nguy hiểm. Theo đó hãy dựa vào những dấu hiệu cơ bản dưới đây để có những biện pháp điều trị hiệu quả hơn. Các cái dấu hiệu cơ thể bị nhiễm ký sinh trùng. Khi cơ thể bị nhiễm ký sinh trùng mà không kịp thời phát hiện và điều trị sớm sẽ rất là nguy hiểm. Theo đó hãy dựa vào những dấu hiệu, những triệu chứng cơ bản dưới đây để có thể có những biện pháp điều trị hiệu quả hơn. Khi bị nhiễm ký sinh trùng, thường có các triệu chứng dấu hiệu nhận biết cơ thể đang bị nhiễm ký sinh trùng như sau: ngứa hậu môn, nhiễm lấm âm đạo, mệt mỏi liên tục, lở loét chân miệng hoặc môi, đầy hơi, nổi phát ban hoặc ngứa quanh bộ phận sinh dục, nhiễm ký sinh trùng bàng quang, đau bụng, táo bón hoặc tiêu chảy, hệ miễn dịch giảm và bị bệnh liên tục. Dấu hiệu khi cơ thể nhiễm ký sinh trùng, ví dụ như các bệnh về da. Một số các bệnh về da do các ký sinh trùng gây ra như là phát ban đỏ, chàm và các dị ứng da khác. Ngoài ra, các chất thải của ký sinh trùng bị tụ tập ngay dưới da còn làm tăng mức eosinophil trong máu. Điều này có thể dẫn đến các bệnh về da như loét, sưng tấy, tổn thương ở da.
biểu hiện còn tiêu hóa kém, đó là vấn đề tiêu hóa kém chính là một trong những dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng đường ruột. Chúng có thể gây ra viêm và dẫn đến tiêu chảy mãn tính. Thậm chí ký sinh trùng sinh trưởng còn thải các chất độc hại gây lên tình trạng táo bón mãn tính. Như vậy là các bạn thấy đấy, nếu các bạn có hiện tượng táo bón là phải nghĩ ngay đến việc mà chúng ta phải đào thải ký sinh trùng trong cái đường ruột của chúng ta. Đấy, đầy hơi, lôn và cảm giác bỏng rát ở dạ dày. Khi có các cái triệu chứng đấy là các bạn phải nghĩ ngay đến việc nhiễm ký sinh trùng và chúng ta hãy dùng các biện pháp. Cái dấu hiệu thứ nữa là ngứa hậu môn. Giun kim là loài ký sinh trùng gây ra cái hiện tượng ngứa hậu môn khác với các loài ký sinh trùng khác. Đặc tính của giun kim là chúng không tiến vào trong máu, chúng không thể sinh tồn với các bộ phận khác của cơ thể. Giun kim đẻ trứng ở ngoài cơ thể, thông thường là xung quanh hậu môn, gây ra tình trạng ngứa và khó chịu. Dấu hiệu về mệt mỏi, cơ thể luôn cảm thấy uể oải liên tục ngay cả sau khi ăn và ngủ đúng cách. Điều này chủ yếu liên quan đến giun đường ruột làm suy giảm chất dinh dưỡng bằng cách thì ăn hết các thức ăn bổ dưỡng đi vào cơ thể. Vậy những cái trường hợp mà bảo là tôi ăn mãi mà không thấy béo, không thấy tăng cân, không thấy hấp thụ chính là do và chúng ta bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột và chúng ta ăn nó ăn hết thức ăn rồi bổ dưỡng đi vào cơ thể thì không thể nào mà chúng ta hấp thu được, đúng không ạ? Tiếp tục là luôn có cảm giác thèm ăn, đó là cũng là một triệu chứng của nhiễm ký sinh trùng. Khi cơ thể nhiễm ký sinh trùng có thể dẫn tới thay đổi đột ngột trong thói quen ăn uống, cụ thể là cảm giác thèm ăn thường trực. Thực tế thì việc bạn ăn nhiều hơn bình thường cùng với việc giảm cân thường là một dấu hiệu khi cơ thể bị nhiễm xám dây hoặc run tròn. Lý do là khi nhiễm ký sinh trùng tiêu thụ một lượng thực phẩm của người bị nhiễm bệnh nên sẽ khiến người bệnh luôn cảm thấy đói, mặc dù ăn nhiều nhưng cơ thể lại không hấp thu được gì cả. Tiếp tục đó là cái dấu hiệu về nghiến răng. Nghiến răng bất thường là một trong những dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng. Một nghiên cứu sức khỏe được tiến hành ở nước Mỹ năm 2010 đã khẳng định mối tương quan giữa nhiễm ký sinh trùng đường ruột và tật nghiến răng ở trẻ nhỏ trong lúc ngủ. Mọi người cứ bảo nghiến răng cho nên là mọi người hãy để ý cái biểu hiện của nghiến răng. Nghiến răng cũng là một trong những dấu hiệu về nhiễm ký sinh trùng. Biểu hiện dấu hiệu thiếu máu. Sự lây nhiễm của giun tròn đường ruột và giun đũa có thể dẫn đến thiếu chất sắt trong cơ thể, từ đó gây ra tình trạng thiếu máu. Bởi vì sao nó đi vào trong cơ thể của chúng ta là ăn hết các chất dinh dưỡng của chúng ta, dẫn đến cơ thể của chúng ta bị hệ miễn dịch kém rồi là thiếu chất, thiếu máu, dẫn đến tình trạng thiếu máu. Thay đổi tâm tính đó là một dấu hiệu của nhiễm ký sinh trùng. Khi bị lây nhiễm ký sinh trùng, tâm trạng có thể bị thay đổi, khiến bạn cảm thấy lo lắng, bất an và các triệu chứng này có mối tương quan với các vấn đề về tiêu hóa. Sở dĩ ruột cũng chứa các glucagon và các chất dẫn thần kinh rất quan trọng cho hệ thần kinh đường ruột khỏe mạnh. Ký sinh trùng sinh trưởng trong ruột thải ra các chất thải độc khiến người bệnh luôn cảm thấy nặng nề, căng thẳng và thậm chí là trầm cảm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều các cái dấu hiệu thường gặp những ký sinh trùng và nó ở đâu đó chúng ta, bản thân chúng ta hay những người nhà của chúng ta luôn luôn đang gặp phải những cái vấn đề như thế, đúng không ạ? Những vấn đề như ngứa hậu môn chính là tình trạng gọi là trĩ táo bón đó ạ, gây ra nhiễm lâm âm đạo và mệt mỏi liên tục, lở loét trên da, trên miệng, đầy hơi, các bộ phận liên quan đến toàn bộ trong cái hệ thống cơ quan của chúng ta thì đều là bị nhiễm ký sinh trùng. Và như vậy là Vân Anh đã chia sẻ với các bạn cũng như là nguyên nhân cũng như là triệu chứng nhiễm ký sinh trùng. Thì một trong những các loại ký sinh trùng trên cơ thể người, Vân Anh sẽ chỉ ra cho mọi người thấy rằng là đây, ví dụ như là một là các bạn trên màn ảnh các bạn đang nhìn thấy đó là sán Schistosoma mansoli. Cái sán này là nó sẽ làm ổ trong lão bộ của con người. Và cái sán này thì rất là nguy hiểm. Cái sán này là một loại sán là hút máu những động vật có vú. Chúng sống trong những nước ngọt ở châu Phi, châu Á và Nam Phi. Khi gia súc hoặc con người tiếp xúc cái vùng nước chúng sinh sống, axit béo trên da sẽ hấp thụ dẫn ấu trùng khiến chúng bơi đến và bao vào minh chủ vật, tìm đến vết thương hở hoặc lỗ trên lông, phóng thích một số chất hóa học có khả năng phân hủy ra để tạo ra một lỗ nhỏ xíu bù để chúng bơi vào trong cơ thể của vật chủ. Khi đã ở trong vật chủ thì chúng hút máu và phát triển thành giun trưởng thành. Chúng trưởng thành sống trong các mạch máu gần gan. Đó, rất là nguy hiểm ạ. Sán này là một loại phổ biến ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt là châu Phi. Ước tính hàng năm có khoảng 200 triệu cá thể trên khắp thế giới bị nhiễm loại sán này. Nó có thể tồn tại trong cơ thể vật chủ hàng chục năm mà không bị phát hiện, âm thầm phá hủy nội tạng của vật chủ như gan, ruột, phổi, lá lách,
nó có thể nguy hiểm chết người nếu run đi lạc lên não. Có những người bị sán não, đó chính là một trong những loại sán như thế này ạ. Và ở trẻ em thì bệnh có thể gây ra thiếu máu, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến khả năng học tập. Một số trường hợp nghiêm trọng thì run di chuyển lên não, đè trứng hoặc là ổ não hoặc tủy sống, gây lên các bệnh tai biến, liệt hoặc thậm chí là tử vong. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên để ý các biểu hiện thiếu máu, đi khám mà định kỳ chúng ta bị thiếu máu hay bị suy dinh dưỡng, bác sĩ kết luận là suy dinh dưỡng, thì các bạn hãy sử dụng ngay các cái biện pháp để đào thải ký sinh trùng trong cơ thể của chúng ta cũng như là của những người thân của chúng ta. Tiếp theo thì Vân Anh xin chia sẻ với các bạn là loại sán là sán sinh trùng amip ăn lão. Cái loài sán này là cái một trong những ký sinh được tìm thấy chủ yếu ở nước ngọt và trong đất. Vòng đời của chúng bắt đầu ở dạng bào sát bám ở các đáy hồ nước ngọt. Chúng xâm nhập vào cơ thể người qua đường mũi khi tiếp xúc với nước bị ô nhiễm, ấu trùng giun, nhất là lúc vật chủ bơi vào vùng nước ngọt như sông, hồ bơi chưa tẩy trùng. Từ mũi chúng bơi lên lão và tủy sống, ở đây chúng làm bắt đầu phá hủy mô lão. Khi bị hệ miễn dịch tấn công hoặc khi môi trường không thuận lợi, chúng có khả năng tự tạo ra một cái chiếc áo giáp để tự vệ. Khi nguy hiểm đã qua thì chúng lột xác, bắt đầu phân chia và một vòng đời mới bắt đầu. Chúng là loại ký sinh trùng ưa nhiệt, vì thế bệnh lây rất là nhanh vào mùa hè. Chính vì vậy mọi người để ý khi con cái đi bơi nhé. Con cái đi bơi về, chúng ta phải thường xuyên phải để ý các con, hay chính bản thân mình cũng thế thôi. Thì bơi mùa hè thì rất là thích, và đặc biệt cái loài ký sinh trùng này thì lây nhiễm rất nhanh vào mùa hè. Ký sinh trùng amip này thường gây ra bệnh viêm lão nghiêm trọng dẫn đến tử vong do mô lão bị phá hủy. Triệu chứng thường gặp biểu hiện sau 2 tuần nhiễm khuẩn, biểu hiện ở nhức đầu này, sốt, buồn nôn, cổ bị cứng. Nặng hơn, người bệnh cảm thấy choáng váng, mất thăng bằng, cũng có thể bị đột quỵ, ảo giác. Quá trình phát bệnh rất là nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 3-7 ngày. Đấy, có nhiều trường hợp mà chúng ta không hiểu là họ tử vong vì nguyên nhân nào, nhưng cuối cùng là đi khám hoặc là đi xe các thứ thì phát hiện nguyên nhân chỉ có là đột quỵ thôi, đột quỵ, nhưng không biết rằng là có thể chúng ta đã bị người đó đã bị nhiễm ký sinh trùng trong cơ thể. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn trên màn hình, chúng ta sẽ nhìn thấy là run chỉ Wuchergia, ký sinh trùng trú trong cơ thể gây bệnh chân voi. Những người loài run này ấy, là một loài ký sinh trùng phổ biến ở vùng Đông Nam Á. Vòng đời của nó bắt đầu từ khi một con muỗi nhiễm ấu trùng run hút máu sinh vật chủ. Hàng trăm ấu trùng sẽ nhúc di chuyển vào mạch máu. Chúng sẽ di chuyển đến mạch bạch huyết, ở đó chúng phát triển thành run trưởng thành dài từ 7-10 cm. Run trưởng thành sinh ra vô số ấu trùng, chúng rời mạch bạch huyết di chuyển đến các cơ quan khác của cơ thể. Vào ban ngày ấu trùng nằm trong phổi, đến đêm khi nhiệt độ cơ thể vật chủ hạ thấp, chúng bò ra ngoài ra nhờ muỗi mang đi phát tán, bắt đầu vòng đời mới. Những trường hợp nhiễm nghiêm trọng run chỉ gây ra bệnh phù chân voi, hiện tượng sưng phù chân voi kích cỡ khủng khiếp. Run chỉ có ký sinh trùng hàng chục năm trong cơ thể, khi bị phát hiện thông qua các triệu chứng về hô hấp do ấu trùng tập trung trong phổi thường bị nhầm với hen suyễn. Qua nhiều năm, xác chết của run tích tụ ở mạch bạch huyết gây ra hiện tượng sưng phù ở chân, mưng mủ, chảy nước dịch ở chân lông. Và con người thì nói chung là chúng ta nhiều khi là biết rằng chúng ta nhiễm các cái ký sinh trùng, nhưng mà chúng ta chủ quan vì ở sâu bên trong cơ thể của chúng ta không nhìn thấy, và chúng ta không có các cái biện pháp đề phòng ngay từ khi chúng bắt đầu vào trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì con người vì nhiều lý do mà nhiễm ký sinh trùng rồi nhiễm run sán và gây ra những cái hiểm họa vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta hãy thường xuyên sử dụng các cái dòng đào thải ký sinh trùng để làm sao mà chúng ta loại bỏ chúng ngay từ ban đầu sớm. Và nếu các bạn xuất hiện các triệu chứng kể trên thì các bạn hãy đến cái cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe ngay. Bên cạnh đó thì vẫn có các cái cách giúp bạn tiêu diệt và loại bỏ ký sinh trùng ra khỏi cơ thể. Và đó chính là sản phẩm chống ký sinh trùng bộ Trigen của tập đoàn sức khỏe Sibri. Đây ạ, trước màn hình các bạn đó là cái bộ chống ký sinh trùng bộ của Sibri. Sibri ạ. Các bạn nếu mà chưa từng đào thải ký sinh trùng, các bạn hãy dùng liên tục bộ này trong vòng 3 tháng, tức là
sử dụng 3 bộ liên tục để đào thải tất cả các cái ký sinh trùng nó ăn sâu, nó đang nằm sâu ẩn lấp ở trong cơ thể của chúng ta. Đó, như Vân Anh chia sẻ đó là các cái triệu chứng, như khi mà các bạn thấy các dấu hiệu hoặc triệu chứng như là ngứa hậu môn, ngứa lấm âm đạo, mệt mỏi, lở loét, rồi đầy hơi, rồi phát ban, rồi đau bụng, rồi táo bón, tất cả đó là những cái triệu chứng đang bị nhiễm ký sinh trùng. Và các bạn hãy mua và sử dụng ngay cái bộ sản phẩm này. Đây là một cái bộ sản phẩm của tập đoàn Sibri. Đây là một tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, có mặt trên 65 quốc gia. Và đây là những cái sản phẩm được các nhà khoa học Nga nghiên cứu ra và cho ra dựa trên các cái nền tảng khoa học của con người. Chính vì vậy, khi mà chúng ta bị nhiễm ký sinh trùng, hãy sử dụng ngay cái bộ sản phẩm này của Cyber Goddess. Vân Anh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy để lại những ý kiến cũng như cái chia sẻ của các bạn về những cái hiểu biết của các bạn cùng với Vân Anh, và để lan tỏa đến nhiều người biết hơn thì các bạn hãy chia sẻ video này để cho mọi người xung quanh chúng ta có những giải pháp bảo vệ cơ thể cũng như là giúp chúng ta có những cái sức khỏe tuyệt hảo. Xin cảm ơn và chào các bạn.